Chào mừng các bạn đến với lễ hội Hoa Anh Đào Nhật Bản. Thì các bạn biết không, hội Hoa Anh Đào Nhật Bản là một lễ hội lớn nhất trong năm. Nó thường tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Những người tới tham dự lễ hội là những người yêu thích hoa anh đào và mong muốn nghỉ dưỡng ở nơi này. Hanami là lễ hội hoa anh đào truyền thống của Nhật Bản, được diễn ra vào tháng 3. Đến tháng 4, khoảng thời gian hoa anh đào nở rộ khắp đường phố Nhật Bản, mang lại một khung cảnh trải nghiệm khó quên cho người dân và khách du lịch nơi đây. Lễ hội hoa anh đào Hanami không cố định địa điểm tổ chức cụ thể hoa anh đào ở Nhật Bản. Chính vì vậy cho nên lễ hội được tổ chức kéo dài khắp đất nước mặt trời mọc cho đến khi hết mùa. Người dân Nhật Bản đã lấy dấu mốc cây hoa anh đào. Động chính của lễ hội hoa anh đào là trong tiếng Nhật thì Hanami. Hanami có nghĩa là Hana là hoa, mà Mi có nghĩa là ngắm. Hanami có nghĩa là lễ hội ngắm hoa anh đào. Lễ hội này có lịch sử từ lâu đời. Thời gian diễn ra lễ hội cũng là lúc người dân Nhật Bản cùng các du khách giao lưu, thư giãn, đoàn tụ, quây quần bên gia đình, người thân. Các hoạt động tại lễ hội hoa anh đào Hanami thì ngoài cắm hoa ra thì người ta có thể bày tiệc, picnic thư giãn. Nên bạn sẽ có dịp là ngắm các cô nàng mặc áo, mặc trang phục truyền thống đi dưới những cây hoa anh đào rực rỡ. Các cái tiệc trà, tiệc picnic cũng thường tổ chức dưới những tán hoa anh đào để thưởng thức trà ngon. Vậy nên thưởng thức tiệc trà đặc sắc và các bạn hãy không nên bỏ qua khi tới thăm Nhật Bản nhé. Các lễ hội hoa anh đào thường được tổ chức rộng rãi ở Tokyo, thủ đô Tokyo. Khi mà đẹp nhất là ở Yasukuni, công viên Ueno. Mọi người cùng ngồi ăn uống tán chuyện, trò chuyện ca hát, thưởng thức một số món ăn như là sushi, cơm hộp, bento hoặc là rượu osake. Một số địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng và lý tưởng như là Osaka, Kyoto. Tới đây vào mùa lễ hội anh đào thì du khách sẽ được hòa mình trong không khí và ngập sắc hoa, tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị. Thế nhé các bạn.